Ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn để điều tra xử lý về hành vi bắt cóc trẻ em. Nguyễn Thanh Sơn được cho là đối tượng đã bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An. Như tin đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10, Sơn đến một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An, Long An, bắt cóc một bé gái 3 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Tân An. Sau đó, đối tượng chở bé gái bằng ô tô đến nhốt trong phòng một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh và nhắn tin cho cha mẹ cháu bé, yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Từ lời khai của Sơn, công an đã đến khách sạn đưa cháu bé về với gia đình. Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn là bạn của cha bé gái này.